Ok, hello, chào mọi người nhé. Chào mọi người quay trở lại channel của mình. Mình là The Phone Gaming đây. Và anh em thấy thanh niên gì không? Mình vừa mới gấp chúng rồi đó. Phải gọi là rất là hên luôn anh em ạ. Hôm nay mình sẽ làm video cho anh em. Thì mình đang ở trong cái server 823. Cái server mới nhất hôm nay vừa mở luôn anh em ạ. Thì đây, sẽ cho anh em xem. Cái nick của mình không nạp một đồng luôn. Đây, đâu rồi cái đây nạp có quà đây. Đây mình chưa nạp. Mình chưa nạp lần đầu luôn. Nếu mình nạp lần đầu là mình đã có thanh niên chờ rít này rồi. Và cái kiếm đó nữa. Rồi 200 xu. Rồi ok, anh em có tin là mình chưa nạp chưa? Đây, cho anh em xem luôn. Mình chưa có thằng chờ rít, mình không biết là nạp thì nó có mắc cái event đó không. Nhưng mà mình chưa nạp nên mình không biết. Trước giờ chơi game này mình không có nạp anh em ạ. Đấy. Không có chờ rít nha. Rồi, ok luôn anh em ơi. Rất là hên luôn. Thì mình đi cái mà cái hoạt động ấy thì mình được đi cái hoạt động thì nó sẽ cho ra cái kiểu như là gương cá tháng tư và mảnh gấp mắm gấp cá tháng tư. Cái này thì mình chả server mới mở là không có anh em ơi, buồn lắm. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ mở cái gương cá tháng tư này ra nha. Đá vận mệnh siêu cấp này, đá vận mệnh siêu cấp. Cái gương cá tháng tư mà mình mở nè, nó không có mở theo kiểu như thế này đó. Cái gương cá tháng tư mà mình mở là nó kêu là mình dùng một hay là nhiều cái, thì mình có hai cái mình dùng thì mình ra cái thanh niên Gilgamesh này luôn. Đấy, mình cho em nó lên cộng 3 thôi, bởi vì mình còn là 5 văn mà làm sao có được. Đấy, skill phải gọi cực kỳ mạnh luôn anh ạ. Nhìn điểm chỉ số nè, holy shit. Cấp nó cao bởi vì mình vừa mới đẩy của thằng A qua. Mình hy sinh 50 ngọc đẩy của thằng A qua. Anh em thấy thằng A cộng 3 này anh em, khốn nạn chưa. Mình vừa mới ép thằng A cộng 3 xong thì mình mở ra thằng này. Đó, skill của nó này, anh em ấy tấn công mục tiêu rồi tạo 272% sát thương ma câm, 500% sát thương tính gió, có nghĩa là vừa xài phép vừa xài gió, 50% khiến đối phương bị Tsukuyomi what the fuck. Đây là Naruto. Nếu mục tiêu bị Tsukuyomi thì sẽ ít 2 sát thương Tsukuyomi nha. Game này sẽ thành Tsukuyomi rồi, hay là Tsukuyomi nhỉ, nghe đọc cũng giống quằn ấy. Chiêu này này mới mạnh này, tấn công toàn kẻ địch gây 256% sát thương ma cầm. Nếu mà giờ lay thì sát thương này sẽ mạnh, và 300% sát thương tính gió giờ lay thì sẽ mạnh, tăng 40 đúc và 60 đúc ma cầm. Có nghĩa là đúc này á, là mình nghĩ nó là quạng anh em ạ. 40 đúc này là có nghĩa là 400k hay sao đấy, 400k 600k hay là 40k 60k hay là 4 triệu 6 triệu, mà mình nghĩ không có 4 triệu 6 triệu đâu sát thương đấy. Còn nếu đó mục tiêu bị chậm hương và từ Tsukuyomi thì sẽ tăng lên x3 nha. Chiêu này thì trước khi bị đánh thì sẽ tăng bản khăn 200% phòng ngự, 200 chính xác và bạo kích, hồi 20% giới hạn bản khăn, HP bản khăn. Nếu mà mắc 50% HP sẽ lên thì sẽ tăng thêm 50% hồi phục và một lượt chỉ được một lần thôi. Đó, anh em thấy chưa? Mới vô thôi mà tôi đã rút được con này. Và tất nhiên là tôi dồn hết độ cho nó luôn. Và bây giờ tôi sẽ cho anh em thấy sức mạnh của nó nha. What the fuck, tôi cũng không thể nào tin được sức mạnh của nó luôn anh em ạ. Đây, mấy con này thì vứt hết đi. Hiện tại được chiến của em nó thì cũng hấp. Chỉ có mình nuôi, mình năm văn mà mình nuôi cũng Sida thôi. Mình kiểu như mình chả biết coi được chiến đâu kìa. Coi như được chiến em nó là cỡ 25k đi, 25-20k gì đó. Đấy, dục hết mấy con này ra. Thì dục luôn nha, tôi dục đi. Ôi trời, vậy là chiến cỡ 21k thôi anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ vô đấu trường nha. Đấy, đánh với hàng 71k luôn. Nó tuổi anh em ạ. Đây anh em xem sức mạnh của này nè. Bùm. What the fuck. Đấy, anh em thấy chưa? Từ từ, nguyên cái đội hình 71k, nó 21k. Đấy, anh em thấy chưa? What the fuck, sát thương nhảy kìa. Mình cũng chả hiểu tại sao cái chiêu đó anh em nó tăng ma cầm lên đó, xong rồi nó nhảy một phát một triệu mấy máu. Đấy, sau khi tăng ma cầm xong rồi đó, đòn đánh thường của nó cũng xài ma cầm thì đòn đánh thường của nó nhân lên 200 mấy k sát thương. What the fuck, mình cũng chả biết cái sức mạnh gì nữa. Đây chính là sức mạnh của hên đó anh em ạ. Mình thấy chưa, đội hình 70k hôi một thằng 20k. Đây đội hình 80k đây anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, đánh thường của 2k thôi. Sau khi xài xong cái chiêu 2, quan trọng là cái chiêu 2 anh em ạ. Nếu anh em mà không xài được cái chiêu 2 thì coi như anh em ăn quần nhé. Anh em xài xong cái chiêu 2 thì nó tuổi. Đấy, anh em xài chiêu 1 thì đam chỉ có 10k thôi. Sau khi xài chiêu 2 xong chiêu 1 thì sẽ đam mấy triệu. Nhưng mà con này là nếu anh em không xài chiêu 2 thì xác định ăn quần nhé anh em. Ví dụ được sao đánh thường đang quần này, địch mình nó đánh thường thì kia à, ăn quần rồi anh em ơi. Đấy, đàm ảo gì thôi.
Ok, mình giai đoạn đầu thì chưa có chưa anh em nên nhét cái con này lên đầu ấy, thì mình chỉ kiểu như là cho anh em xem sức mạnh khi mà phi sức mạnh phi lý của nó thôi. Anh em ở giai đoạn đầu cái chiêu ba này nè, tỷ lệ skill là 50%, thì anh em tốt nhất là đừng có cho nó lên đầu làm gì. Em nâng chừng nào cho đến đây, nâng cho đến khi nào mà cái siêu ba của nó này nó để là tỷ lệ ra skill 100%, đây là cộng 14 ấy. Em nuôi chừng nào nó lên cộng 14 cho mình, khi nó lên cộng 14 hay nhét nó lên ngoài trước đấy. Còn đợi thì anh em cứ nhét nó ngoài sau, nhưng mà đứng ngoài trước vậy nè. À, anh em cứ nhét ngoài sau đi, tại sợ biết nó cao mà đó. Anh em cứ sau đó anh em để mấy con kiểu như là tăng tăng vào, ví dụ như là con cấp tành này, chả biết nó tăng chỗ nào nữa. Rồi đấy, ví dụ gì, rồi sau đó đem mấy con kích duyên vô ai nè đó, kiểu như là kích duyên cho cái con mấy thằng ngoài trước nó trâu hơn tí anh em đó. Đấy thì sexy rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vô đấu trường lại nha. Đấy, cái thằng 80k rồi ta. Ôi thằng, mình đánh thằng 58k gì, mình đánh nó không phải là vì mình sợ mấy thằng 80k đâu, bây giờ mấy thằng 80k nó tuổi nha, chỉ tại là mình muốn lên ganh kẹt nhanh thôi. Đây thằng 90k này mình thịt nó luôn này, chỉ cần nó không đụng vào được cái thằng Gamet của mình cho đến khi mà ôi sợ nó có chết kìa. Thằng quần rồi, tăng cơ kêu gì đấy, à nó nuôi Vegito à, thằng này nuôi Vegito anh em ơi. Đây cục đẩy đấy anh em nuôi làm sao mà. Ok, bây giờ mình sẽ nói hẳn luôn nhé, con này á, anh em muốn nó mạnh ấy thì anh em cứ nuôi cho nó lên cộng 11 cho mình đấy. Thì tí là đây, anh em nuôi nó lên cộng 11 ấy, thì anh em sẽ tránh được cái gì như sau. Anh em nhìn cái chiêu 1 nha, chiêu 1 có CD là 4 hiệp, có nghĩa là 4 hiệp anh em mới xài được đằng, có nghĩa là nếu mà trường hợp xấu nhất ấy, tốt nhất là trường hợp đẹp nhất nè, đây mới vô lượng 1 anh em xài điện, trường hợp xấu nhất thì anh em sẽ xài chiêu 2 hướng 2 đấy. Tại vì chiêu 1 nó cái CD là 4 lượt, em xài xong chiêu 1 anh em xài trong chiêu 2 đấy, thì tại vì nó không còn chiêu nào để xài nữa mà tỷ lệ ra skill tới 100% đó. Thì con này nó lên cộng 11 thì nó mới mạnh, nhưng mà anh em thấy nó quá tập phát, mình mới nuôi có nhiêu thôi mà tại sao thằng 357k được chiến để đứng dưới thằng 78k được chiến, không lẽ tại thằng này là Dio à? Thằng này tên Dio thì này đéo hiểu. Ok, skill mà có chữ giảm thôi đây thấy mừng, nhưng mà đánh thường vào là chỗ khác thì tốt nhất này mình khóc đi đấy. Em thấy chưa, what the fuck, con này nó mạnh quái nồi ra anh em à, chả hiểu sao tôi lại bóc được nó hên vào là luôn. Ôi da, nó thằng này có skill là khá nha, mình còn chưa có skill nữa, chưa làm xong nhiệm vụ hàng ngày nữa. Ôi ôi Susano à, khá đấy khá đấy. Mình chỉ cần skill mang tên chữ chảm thôi, chỉ cần có chữ chảm thôi. Hình như là hú địch chảm hay cho nó kiệt lực chảm gì đó quên tiêu rồi. Chảm. Anh em mình đặt cái con Iron Man và con Superman lên đầu ấy, bởi vì hai con theo một cái hàng giữa, bởi vì hai con đó hai con tăng nhất của mình. Ôi có chữ chảm anh ơi, đây rồi, chết cùng mẹ mày đi. Bây giờ nó không làm được gì đâu anh em, mình đánh thường nó cũng chết. Đây anh em coi này nha, tẩy nhẹ nhàng, what the fuck, cái sức mạnh gì đây anh em thấy chưa. Ok, hết được đấu trường rồi. Ok, nếu anh em thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like đăng ký kênh nha, cũng như là đừng quên chia sẻ video này nhé. Ôi trời ơi, tự nhiên tôi lại moi trúng cái con mà phải gọi là không thể nào tin được này, cái con mà phải gọi là mạnh vãi đái ra, mạnh đến nỗi mà tôi có một đống phe đỏ nhưng chưa ép được người nó nữa. Ok, bye bye mấy em nhé.